Đây này, có trứng nhưng mà kia nó rụng hết vào đây. Kiến nữa, ướt nhoét này. Đây. Trứng hỏng mẹ rồi. Trứng bẩn lắm. Hello anh em. Gọi anh em lấy thang đây để xem. Xem tổ chim. Sang đây giữ cho cái chứ. Nhảy vào đây. Đi đằng kia. Lên chỗ này này, chỗ gì là cột để xem tổ chim trông rồi phải. Đây này. Đây anh em ạ. Đây tổ nó đây. Không biết là có con không. Quay cao hơi bị tối. Không biết nó ở đâu. Tối quá. Đi đằng kia. Đây này, đi đường này mới lên được. Đang đổ. Đây này, lên chỗ này mới lên được. Ừ, xem. Có hai tổ anh em ạ. Đây tổ chích bông này. Đó, chích bông. Xem nhá. Xem chích bông nhá. À, chích bông này. Ba trứng này. Đó, thấy chưa? Chích bông là một cây bồng, cây bưởi. Ba trứng. Xem tổ khuyên. Xem tổ khuyên này nát. Kia. Kia, nhìn không? Thang sao ra đấy mà cứ xem. Dạng ra. Rồi. Thế nhá. Chào hai pha anh ạ. Sao bên này ngon hơn. Không biết là có con không? Tầm này chắc có trứng. Kéo bỏ mẹ này. Hay bỏ. Ui là có trứng rồi nhưng mà sao lại nó lại ở nhà nhỉ? Tiến. Sao? Có trứng nhưng mà con mẹ nó bỏ. Đây này. Có trứng nhưng mà kia nó rụng hết vào đây. Kiến nữa, ướt nhoét này. Đây. Trứng hỏng mẹ rồi. Trứng bẩn lắm. Kiến thế kiến ăn hết rồi. Đây, xem. Tổ ướt nhoét luôn. Cái này chắc bỏ rồi anh ạ. Đây phía ba trứng này. Mình nhìn tổ đen đen này, ướt ướt này. Rồi hay rơi mưa xem nhưng mà không ổn. Nó bỏ mất rồi. Tổ chim nhưng mà nó bỏ có ba trứng. Xem con tổ nào không nhá. Đây đây anh em ạ. Đây đây. Mình lại tìm thấy tổ nữa. Đây lại có tổ nữa này. Này. Đấy. Kìa. Cây vẫy xem kìa.
cây lại xem có ba trứng bị hỏng kìa nhá. Đấy, bây giờ sang bên này lại có tổ nữa này. Đấy, tổ này có vẻ khô, khô ráo hơn này. Đấy, cũng cây bồng. Xem. À, đây ba trứng anh em ơi. Bốn trứng. Nice. Bốn trứng, trứng này đẹp luôn, long lanh luôn. Đấy, trứng đẹp long lanh luôn. Đấy. Đấy, trứng quá đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình tìm tiếp mấy cây này xem còn tổ nào không nhá. Đấy, đi quanh vòng quanh cây nhãn này. Nó sang cây bồng này. Đấy. Đấy, bây giờ mình tìm loanh quanh vòng nữa. Sang cây bưởi này. Sang cây bưởi bên này này. Sang cây sim này. Đấy, đi loanh quanh ở trong cái vườn này xem còn không. Cây nhãn này. Mùa này rất nhiều anh em ạ. Ở trên cây nhãn ấy. Cây nhãn, cây sấu, cây bồng. Rất nhiều, mình phải tìm hết. Để xem có còn không. Đấy, bây giờ mình tìm một lượt nữa vòng quanh. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.